Xin chào mọi người, bây giờ mình sẽ tiếp tục học về 30 ngày có thể làm việc tại Hồng Kông Hôm nay là tập số 4 Chủ đề là ký tên và đấm dấu à, tại, tại sao thầy chọn chủ đề này? Tại vì thầy cảm thấy sẽ chỉ có ít người dạy về cái cách ký tên hoặc là đấm dấu Tính quản sẽ nói như sau Bây giờ thầy sẽ bắt đầu đi dạy nhé Rồi, câu 1 Chim mến Chim trình cai

Tại vì trong hầm công ví dụ thầy hộ của thầy là Lâm đúng không? Trên cái là cái này. Là A mà đúng không? Còn liễu thấu là gì? Liễu thấu ví dụ là mình viết cái này là liễu thấu. Cái này là liễu thấu. Cái số hai là liễu thấu. Số một là gọi là trình cái. Vậy thì hình ảnh ở dưới này tất cả cũng gọi là liễu thấu. Rồi, chim mến chim trình gai, liễu thấu tiếp tục dùng me sách bắt chim mẹ dùng me sách bắt chim mẹ dùng dùng me là cái gì Xích là màu sắc dùng sắc gì bắt là bút dùng bút màu sắc màu sắc gì chim mẹ là ký tên ký tên dùng bút màu sắc gì để ký tên rồi tiếp theo

tình dân mạnh mẽ. Tiếp theo, số 4. Sì, sảy m sảy, công si dân, sảy m cần hay là không cần. Khắp là đấm dấu, à, đấm dấu thì gọi là cái đấm gọi là khắp, à, khắp cho đấm. Công si là công ty, dân là dấu, Cố cần đấm dấu của công ty. Cố gắng đấm dấu của công ty thì là Xảy không xảy khắp công sĩ si dân Xảy không xảy khắp công sĩ si dân Tiếp Dẫu mụ dân thòi Dẫu mụ dân thòi Dân thòi tiếng Việt Gọi là mực in dấu vân tay Mực in dấu vân tay Gọi là dân thòi Dân thòi ví dụ cái dấu uh, của em đã hết mực rồi Thì em phải dùng cái này Gọi là dân thòi Dẫu mụ dân thòi

rồi, hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ kênh của thầy nhé. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của thầy hoặc là ủng hộ video của thầy. Hy vọng các bạn có thể học được tiếng quản thành công. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại.